cầu xây. Trời ơi, ta phải đi hỏi quá rồi. Tao có thấy cái đường Diệu Hoàng Long gì đâu ta. Tao lên trên đây hỏi đi, cái công nhân quá chừng kìa. Trời ơi, sắp chỉ mưa nữa. Một hành trình rất là gian nan ha. Biết mình đã tới được cái điểm an toàn không đây. À, chú đi ra đường Nguyễn Xiển mình đi sao chú? Không biết đường hả? Không biết luôn hả? À, nón trắng hả? À, để em chạy lên hỏi. Cảm ơn. Giờ mấy anh này không biết. Hỏi anh này. Anh giờ em muốn ra đường Nguyễn Xiển mình đi sao anh? Đường Nguyễn Xiển hả? À, Nguyễn Xiển. Đây lần ngã ba đó. À, chạy thẳng lên gặp ngã ba. Quẹo ngang. À, quẹo phải. Quẹo quẹo ở chỗ đó rồi đó, theo cái cua đó chạy thẳng ra chạy thẳng qua ngã ba Mỹ Thành, chạy thẳng ra đường Nguyễn Xiển. À, chạy thẳng luôn. Cảm ơn anh. À, tới đây nè, quẹo phải nè. Trời ơi, trời mưa nữa. Trời ơi, dịch kìa. Dừng cái video này ở đây ha.